Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Diomeo. Và trong những lần trước chúng ta cùng nhau nói về thứ được gọi là lịch sử, nguồn gốc và những thông tin tổng quát nhất về Space Marine, một trong những đội lính mạnh mẽ nhất của đế chế nhân loại trong vũ trụ Warhammer 40K. Vậy thì có thể xem xong video đó các bạn sẽ nghĩ rằng là có một lúc nào đó mình muốn trở thành một Space Marine. Tuy nhiên thì hãy cùng xem video này xem là cách để trở thành một Space Marine nó sẽ như thế nào và các bạn còn mong muốn để trở thành một thành viên của hàng ngũ này không nhá. Trước khi vào phần chính video này thì mình xin phép quảng cáo một chút, đó chính là nếu như các bạn chưa tham gia group của Diomeo ở trên Facebook thì hãy bấm ngay vào đường link mình để trong phần mô tả hay phần bình luận. Tại đây thì các bạn có thể tham gia trao đổi, thảo luận những thông tin liên quan đến game, phim và đặc biệt là cả truyện tranh nữa. Và ngoài ra thì một đặc quyền mà mình nghĩ các bạn khá thích khi tham gia group này đó chính là xem video trước khi public trên channel khoảng tầm 10 đến 15 phút. Vậy thì hãy tham gia ngay group của Diomeo để cùng giao lưu bọn mình nhé. Bây giờ thì hãy bắt đầu phần chính của video thôi. Như đã đề cập trong video lần trước, việc được tuyển chọn vào các binh đoàn Space Marine, những lực lượng quân sự hùng mạnh và tinh nhuệ bậc nhất vũ trụ trực tiếp dưới tên Hoàng đế nhân loại là một sự vinh dự không gì có thể sánh bằng. Nhưng cái giá phải trả của nghĩa vụ đó là rất lớn, khi người được chọn sẽ không còn chút đặc điểm gì từ thể xác với trí não của một con người phàm trần trước đó, sẽ không bao giờ có thể quay lại được trở về quê nhà, không bao giờ được yên nghỉ vì nghĩa vụ chiến tranh của họ là không bao giờ kết thúc. Tệ hơn nữa, họ có lẽ sống đến hàng chục thiên niên kỷ sau khi dòng họ, người thân đã chết hết, mà tệ nhất là bỏ mạng ngay trong khóa kiểm tra sát hạch khởi đầu với tỷ lệ bỏ mạng là vô cùng cao. Đây cũng chính là một phần lớn lý do tại sao Space Marine lại khan hiếm như vậy. Chưa kể, quá trình đào tạo, huấn luyện và nâng cấp cơ thể để trở thành một Space Marine đích thực là vô cùng và cực kỳ khủng khiếp. Có thể nói không quá đà là một cơn ác mộng kinh khủng khiếp hơn hàng ngàn lần so với những bài huấn luyện của các lực lượng đặc nhiệm tương tự trong vũ trụ khác, như lực lượng Spartan của trái đất ở trong vũ trụ Halo, với những bài huấn luyện và phẫu thuật nâng cấp cơ thể tới mức định nghĩa lại mọi giới hạn thể chất và tinh thần của con người, với điển hình là thánh nhân huyền thoại Master Chief làm khuynh đảo cái đế chế Covenant, cho tới lực lượng cận vệ hoàng gia của đế chế Ngân Hà trong vũ trụ điện ảnh Star Wars, với liên tiếp những bài kiểm tra mang tính sống còn là đấu kiếm với chính Darth Vader và đấu trí thần lực với chính lãnh chúa Darth Sidious. Không gì có thể so sánh được với sự gian khổ và kinh hoàng của việc trở thành một Space Marine. So sánh quá trình trở thành một Space Marine với các lực lượng chiến binh tinh nhuệ từ vũ trụ giả tưởng khác, giống như việc thi ném bom nguyên tử trong một cuộc thi chạy marathon vậy. Thứ duy nhất đủ điều kiện và tư cách để Space Marine sánh vai thì chỉ có thể là Doom Slayer mà thôi. Đầu tiên, chúng ta cần biết những tiêu chuẩn chung trong việc lựa chọn tuyển quân của các binh đoàn Space Marine đều có một điểm chung và không được phép có sự thay đổi, trừ khi được phép vượt lệ dưới sự đồng ý của nhiều bên liên quan. Quy chuẩn đầu tiên, tất cả các ứng viên cho lực lượng Space Marine thuộc mọi chapter đều phải là nam giới. Có 4 lời lý giải cho yêu cầu này. Đầu tiên, những chiến binh Space Marine đều được cường hóa nhờ việc cấy ghép các cơ quan nhân tạo từ tim, gan, phổi cho tới cả dạ dày, chứa mã gen của những lãnh chúa Primarch, vốn dĩ là những nhân bản hoàn đế nhân loại. Và bởi tất cả họ đều là đàn ông nên có lẽ sẽ có phản ứng rất kém hoặc thậm chí là không tương thích khi kế lên cơ thể phụ nữ. Nguyên do thứ hai là chỉ có đàn ông mới có hormone đủ mạnh mẽ để chịu được sự biến đổi vô cùng dữ dội lên cơ thể nhờ sắc tố XX. Ngay cả khoa học đời thật đã chứng minh dù cho người phụ nữ có tập gym điên cuồng đến 8 cơ múi bụng đi chăng nữa thì chỉ tính riêng hormone của họ vẫn không đủ khỏe và nhiều như nam giới nếu có cường độ luyện tập tỷ lệ cân bằng đến đâu chăng nữa. Thứ ba, kỷ nguyên thứ 40 là kỷ nguyên tiến bộ khoa học và công nghệ của đế chế có thể coi là chết đứng, hoặc cùng lắm thì có thể coi là dậm chân tại chỗ suốt hàng ngàn năm đã trôi qua do mọi công trình nghiên cứu từ xưa hầu hết đã bị đánh mất trong những kỷ nguyên loạn lạc chiến tranh từ trước. Hoặc là do quá lo sợ sự tác động của thế lực hỗn mang làm đồ bại hóa các công trình nghiên cứu nên việc xúc tiến nghiên cứu, tiến bộ khoa học thậm chí bị coi là dị giáo tại hầu hết các thế giới của đế chế. Trừ khi được tiến hành bởi tổ chức giáo sĩ công nghệ mà ngay cả họ cũng phải cực kỳ thận trọng và dè bỉu. Thậm chí là cấm đoán việc này tùy vào tầm ảnh hưởng và mức độ quan trọng. Thứ tư, cái này có phần hơi cực đoan. Đế chế nhân loại rất trọng những giá trị truyền thống, đặc biệt là từ Hoàng đế. Ông đã tạo dạng chiến binh Space Marine đầu tiên là nam giới, thì tất cả Space Marine về sau cũng sẽ và luôn luôn phải là nam giới. Nghĩ trái lại thì sẽ là dị giáo. Thực tế ngoài đời, khi Game Workshop tạo ra phạm trù Space Marine vào những năm 1980, đối tượng khách hàng chính của họ là các thanh thiếu niên từ 10 đến 13 tuổi, dựa vào sự cơ bắp và hoành tá tràng của những siêu chiến binh nam giới, nên ý tưởng về nữ Space Marine có lẽ là không khả quan theo góc nhìn marketing cho lắm. Đồng thời, độ tuổi yêu cầu của ứng cử viên cũng phải nằm trong tầm tuổi này. Nguyên nhân thì trong video này bọn mình sẽ đề cập sau. Và quy chuẩn thứ hai trong quyết định các bạn có thể trở thành được Space Marine hay không, và điều này là quan trọng mang tính quyết định nhất. Mọi hệ thống thế giới các binh đoàn lựa chọn cho việc tuyển quân đều phải 100% thuần khiết, tin tưởng tuyệt đối vào tôn giáo sự thật của đế chế và phải cực kỳ sùng mộ hoàng đế của nhân loại. Do sự ảnh hưởng ngày càng lan rộng của các thế lực hỗn mang lên thế giới vật chất, đặc biệt là đối với xã hội của đế chế nhân loại,
tổ chức Adeptus Ministerium, còn được gọi một cách nghi nghiêm giáo lễ là Ecclesiae, sẽ liên tục theo dõi và giám sát mọi thế giới, đặc biệt là những nơi các binh đoàn lựa chọn truyền nhân, không để một dấu vết nào của thế lực hắc ám vấy bẩn linh hồn của mọi công dân. Những thế giới nào của đế chế đã từng bị thế lực hỗn mang xâm lược, ngay cả khi đã thành công vang dội đến đâu chăng nữa, trong việc đánh bại bè lũ xâm lăng cũng gần như chắc chắn bị gạch tên khỏi hồ sơ dự tuyển trong ít nhất phải đến vài thế kỷ sau đó. Đáp ứng đủ hai điều kiện trên thì việc ứng tuyển mới chính thức được bắt đầu. Hầu hết các binh đoàn sẽ lựa chọn việc tuyển quân ngay trên chính hệ thống thế giới quê nhà được bàn giao từ lâu đời, bởi môi trường họ đã xây dựng giúp tạo nên nhiều yếu tố, nhiều nhân tố có tiềm năng hơn, có tỷ lệ tham gia binh đoàn thành công hơn. Đồng thời, rất nhiều binh đoàn có thể nói là gần như toàn bộ đều có tìm đến những thế giới tổ ong của đế chế, những thế giới khổng lồ nhưng lại cực kỳ u tối với những thành phố kim loại trải dọc rộng khắp hành tinh, cao những ngọn núi vươn tới tận không gian, luôn luôn chìm trong tuyệt vọng và đau khổ. Với lượng dân số chiếm tuyệt đại đa phần của đế chế nhân loại, để tìm kiếm nhân tố đầy tiềm năng trong cả năng lực chiến đấu và tâm linh nhưng nạn giấu sâu bên trong thế giới, trực chờ được khai phá. Đó có thể là những người lính còn nhỏ tuổi nhưng có hồ sơ nổi bật trong quân đội với những thành tích chiến công gây kinh ngạc cho cả những lính gan dạ già tuổi nhất, cho đến cả những thành viên trẻ tuổi của các băng đảng tội phạm gây náo loạn các góc phố với những cuộc xung đột nổ ra thường xuyên không kém phần đẫm máu so với chiến tranh chỉ để tranh giành địa bàn bóc lột kiếm ăn. Người xem video này chẳng thừa hiểu rằng nguyên do của việc tuyển quân ở những thế giới này bản chất là cuộc sống thường ngày của thế giới tổ ong, nơi đây đã vô cùng tàn nhẫn, khốc liệt và thậm chí kỳ thị cả sự sống và nền văn minh tiến bộ, nên chúng có thể biến con người nơi đây trở nên khỏe mạnh hơn, kiên trì hơn và ở mặt nhất định, nhẫn tâm hơn so với hành tinh khác của đế chế. Thậm chí là nếu so với cả với những hành tinh quân sự, bởi mặc dù những quân nhân ở đây được huấn luyện từ nhỏ với chất lượng không phải bàn cãi, nhưng họ không được tôi luyện tinh thần thông qua những trải nghiệm và những cơn ác mộng thật sự trong cuộc sống quân đội, ngay trong đời sống thường nhật trôi qua vô tận. Ngoài ra, tuổi tác không phải là một vấn đề vì trong vũ trụ tàn khốc chỉ có chiến tranh và tang thương này. Những đứa trẻ đều sớm học cách trở thành người trưởng thành và có cơ thể phát triển hơn thế giới thật của chúng ta hiện tại rất nhiều. Các ứng cử viên được lựa chọn đều phải có một số đặc điểm như không bị thương tật hay tàn tật, có sức khỏe ổn định và có lòng trung thành với đế chế. Dù hơi khó tin vì làm thế quái nào bạn có thể tin yêu một đế chế mục nát như này được. Nhưng mọi ứng cử viên đều phải có phẩm giá này và dù chỉ mức độ nhất định tùy vào sự nhận xét của người lựa chọn. Mặc dù mặt thể lực của những đứa trẻ này không thể đáp ứng được do đủ thứ bệnh tật và suy dưỡng trong môi trường sống vô cùng khắc nghiệt, nhưng chúng cũng luôn luôn có những điểm sáng giá nhất định và là tiên quyết cho việc lựa chọn. Có năng lực sinh tồn, khát vọng sống cao đến bất ngờ và trên hết là tinh thần kiên cường bám víu lấy sự sống và lòng dũng cảm chiến đấu không sợ cái chết và không thể bị lung lay, ngay cả khi đối mặt với những người lính Space Marine. Tuy nhiên, những chiến binh nhí này vẫn còn chưa vượt qua vòng gửi xe. Để chắc chắn những ứng cử viên không phải là thần rùa, ăn may chó ngáp phải ruồi hoặc khai gian báo dối, tất cả sẽ phải trải qua một thử thách thật sự được các chỉ huy binh đoàn đích thân giao cho và được giám sát kỹ càng toàn bộ quá trình thực hiện để chấm điểm. Các nhiệm vụ có thể rất đa dạng, chỉ từ những việc nghe tưởng chừng như đơn giản như là do thám, vẽ lại sơ đồ cả một khu vực hệ thống cống ngầm với nguy cơ cực kỳ cao là phải đối mặt với lũ quái vật cả người cả thú vật đã bị đột biến đến mức mất toàn bộ đặc trưng ban đầu. Phức tạp hơn thì đường đường chính chính đi lấy thủ cấp của một tên tội phạm tiếng tăm nào đó, cho tới án tử hình treo trên sợi tóc là săn đầu một con Xenos bên ngoài thế giới. Có thể là một con quái vật khủng khiếp bên ngoài tự nhiên nào đó và cực kỳ nguy hiểm, hoặc là đi đồ sát một băng đảng dị nhân ăn thịt người lẩn trốn bên ngoài. Điểm cộng của những kẻ thù của đế chế là lũ Orc hoặc Tyranids, những thành phần bị bỏ rơi và lãng quên bên ngoài sau cuộc xâm lăng thất bại từ trước. Ở một số trường hợp ít phức tạp hơn nhưng khá phổ biến là khi binh đoàn tiến hành vây bắt cả một băng đảng để rồi nhận ra có quá nhiều nhân tố tiềm năng trong đó. Họ chỉ đơn giản là thực hiện phương án loại trừ cực đoan nhưng đơn giản nhất, cho tất cả lao vào đấu trường đầy bể máu, chém giết lẫn nhau cho đến khi chỉ còn một vài người hoặc chỉ là người cuối cùng sống sót thì sẽ được lựa chọn. Binh đoàn Grey Knights là một trong số những lực lượng chuyên sử dụng phương pháp này sang lọc với việc thường xuyên tổ chức những giải đấu PUBG quy mô toàn thế giới đến hàng trăm, hàng ngàn người chơi và cả tình nguyện lẫn bị ép buộc tham gia. Thành công xuất sắc dưới sự chứng kiến và chấm điểm của giám sát viên trong những nhiệm vụ hay cuộc đấu sinh tử này thì những chiến binh nhí đó mới được gọi là đỗ xe vào khuôn viên trường, chính thức trở thành một ứng cử viên trong chương trình đào tạo để trở thành một Space Marine của binh đoàn, được gọi là Aspirant. Sau khi được gửi xe, các ứng viên sẽ được đưa thẳng vào trong phòng thi, có thể là về chính thế giới quê nhà của binh đoàn chiêu mộ chúng hoặc lập tức nhận bài làm bắt đầu kỳ thi sát hạch tại chỗ luôn nhằm loại bỏ những thành phần thất bại dù chúng chỉ tỏ ra một sự mềm yếu rất nhỏ bé mà thôi, với cái giá lớn nhất là có thể bỏ mạng ngay trong ngày khai giảng này. Những bài thi bao gồm hình thức tra tấn cả thể xác lẫn tinh thần nhẫn tâm nhất, thậm chí khiến ứng cử viên gần đến trời và quá xa đất chỉ cách vài hơi thở. Ví dụ một số cái như giữ tỉnh táo khi bị cắt động mạch, nín thở quá giới hạn, xăm trổ bằng thép hoặc than nóng trực tiếp lên cơ thể, sử dụng máy ép xung kích sóng não để tạo stress, chiến đấu với một bầy mãnh thú đói khát. Tất nhiên, các binh đoàn sẽ không có ý định làm chấn thương đến què quặt những nhân tố tiềm năng cho lực lượng của họ
bởi họ sở hữu những loại công nghệ và trang thiết bị y tế đủ tân tiến để phục hồi những thương tổn ở cơ thể của con người bình thường một cách dễ dàng. Mục đích chính của khảo sát này là nhằm thử thách tối đa lòng trung thành với đế chế và sự liên kết giữa cơ thể và tinh thần của chúng đến mức phá vỡ giới hạn phàm trần của chúng trong việc chứng tỏ lòng tin vào sứ mệnh của binh đoàn, sự sùng kính đối với hoàng đế và khát khao sống sót và chiến đấu không thể chối cãi. Không ít ứng viên, dù đã xuất sắc vượt qua bài thử thách trước đó, đã không thể hoàn thành bài thi này và phải trả giá bằng chính mạng sống của chúng do quá sợ hãi trước cái chết. Một khi đã trải qua thành công màn khai giảng, quá trình huấn luyện để trở thành một Space Marine mới chính thức bắt đầu. Dù đã trải qua các bài kiểm tra khắc nghiệt và gần giết chết người như vậy, các aspirant không có khoảng khắc nào nghỉ ngơi thảnh thơi mà vẫn phải tiếp tục trải qua các bài kiểm tra cường độ cao về việc tăng cường thể lực tâm lý, trao dồi vốn liếng tri thức mang tính sống còn cho tới thực tập chiến đấu bằng đạn thật giữa các ứng cử viên với nhau hoặc đối đầu với một Space Marine đích thân giám sát với không một giới hạn nào cả. Tất cả sẽ phải sẵn sàng đổ máu và chuẩn bị cho cả cái chết. Binh đoàn Blood Angel và Dark Angel rất đam mê thử thách này vì nó hợp với tâm lý cuồng chiến và đầy bạo lực của họ. Các binh đoàn đều nhìn nhận hai mặt của sức khỏe là mặt tâm lý có giá trị ngang bằng với thể lực, từ đó mới đưa ra nhận xét chuẩn xác về giá trị của mỗi con người và mỗi chiến binh. Vậy nên, bất kỳ một bài thi nào bị đánh trượt dù chỉ sai sót một ly hoặc có tỏ ra bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy sự nản chí, yếu ớt sẽ lập tức bị thanh lọc và loại trừ khỏi hàng ngũ, không một cơ hội thứ hai nào hết. Dần dà, các bài thi đã trở nên phức tạp và khó khăn hơn rất nhiều với lượng ứng viên ngày càng một giảm đi. Một số bài thi có thể coi là bất khả thi ngay từ đầu như đánh vật với một Space Marine. Số khác khó nhằn hơn là ghi một lượng điểm nhất định nhưng quá cao so với năng lực thực tại của các ứng viên như là bắn súng trúng mục tiêu. Có thử thách thì chỉ đơn giản là kiểm tra thể lực trong một khoảng thời gian dài đến vô lý, nhưng chỉ cần đánh giá tâm lý nỗ lực của ứng cử viên là đủ để bước sang bài thi tiếp theo. Mọi bài thi dù bất khả thi đến cỡ nào hay không, kết quả thật sự là do người giám sát quyết định để nhằm mục đích đặt mọi đặc trưng và sức mạnh của ứng cử viên vào thử thách cam go nhất. Có thể thúc đẩy, bứt phá và cường hóa chúng như làm lộ ra mọi điểm yếu, sơ hở của chúng dù chỉ trong một giây lát. Tiếp theo là bài thử thách sinh tồn. Các ứng cử viên sẽ được thả vào một thế giới nơi mà môi trường sống đã đổ vỡ hoàn toàn với những đặc điểm cực kỳ thù nghịch với mọi sự sống như bị nhiễm phóng xạ, bãi rác bỏ hoang cả chục thế kỷ, tầng ozone bị đầu độc, cả thế giới chìm trong giá lạnh vĩnh cửu, vân vân. Đồng thời cùng với đó, thế giới này có thể là nơi rất giàu có sự sống nhưng lại tràn ngập những loài động thực vật khổng lồ ăn thịt người như xỉa tăm. Ngay cả Space Marine cũng được khuyến cáo không được chủ quan đánh giá thấp chúng. Ứng cử viên có thể chia làm nhóm nhỏ lẻ hoặc một mình với yêu cầu duy nhất là sinh tồn trong một khoảng thời gian có thể là một vài ngày, có thể lên tới cả tuần. Đôi lúc sẽ có một số nhiệm vụ nâng cao kèm theo, chẳng hạn như việc đi tới một địa điểm để di tản hoặc săn lùng một con mãnh thú đang làm náo loạn khu vực, hoặc nguy hiểm nhất là tiêu diệt một toán orc đang lây nhiễm khu vực. Với những thử thách có bản chất có phần bất khả thi lớn, giám sát viên sẽ chỉ đơn giản theo dõi xem ai là người kiên trì và đi được xa nhất. Từ đó, đánh giá giá trị của chúng, còn không sẽ yêu cầu tiên quyết là phải hoàn thành nhiệm vụ hoặc là thất bại phải bỏ mạng tại đây. Binh đoàn Ultramarine và Space Wolf rất ưa chuộng hình thức thử thách này và đã sử dụng nó nhiều lần để không chỉ sàng lọc liên tục ứng cử viên mà còn vừa trao dồi kỹ năng sinh tồn và chiến đấu hoang dã tự nhiên vô cùng quý báu cho những ai vững vàng nhất. Khi các aspirant sống sót vượt qua những bài thi thử thách huấn luyện đã khó khăn, nguy hiểm, nặng nhọc đến vậy, chúng vẫn chưa là gì so với bài kiểm tra năng lực có thể định đoạt vận mệnh của cả một thế giới là đánh giá năng lực tâm linh. Các binh đoàn sẽ sử dụng tư liệu thu thập được lưu trữ trong kho tàng, có thể là những trải nghiệm đầy ác mộng của những Space Marine tiền nhiệm trước đó, ghi lại trong cuộc chiến với những thế lực Xenos hắc ám như Dark Elder hay Tyranids, để khiến ứng viên trải nghiệm một cách chân thực nhất. Hoặc phức tạp hơn là kết nối tâm trí của ứng viên với mạng lưới tâm linh trong hư không, trong tình trạng bị phê thuốc kích thích để làm mất khả năng tự chủ kiểm soát cơ thể, linh hồn hoàn toàn trôi nổi trong thế giới đầy ám ảnh kinh hãi của người phàm trần. Đây có thể coi là thử thách tối thượng nhất trong hành trình trở thành một Space Marine khi những cơn stress và đau đớn tinh thần lớn tới mức có thể gây biến đổi cơ thể thực của người trải nghiệm, thậm chí là nguy cơ dẫn đến tâm thần sụp đổ hoàn toàn đến cái chết hoặc rơi vào số phận bi đát nhất của vũ trụ 40K là linh hồn bị ám, nuốt chửng và cơ thể bị chiếm đoạt bởi thế lực ma quỷ nào đó không ai dám mường tượng. Nếu điều này xảy ra thì xin chưa buồn, số phận bạn sẽ kết thúc như sau. Binh đoàn Imperial Fist là một trong những binh đoàn cực coi trọng bài thử thách này bằng việc gắn kết tâm trí của những ứng cử viên với một thiết bị được gọi là Pain Glove để vừa khiến linh hồn của chúng phơi nhiễm trần truồng trong thế giới hư không, vừa gây lên những đau đớn đến tê dại não bộ, nhưng đồng thời ý thức vẫn được giữ tỉnh táo đến mức cái chết xem như là sự giải thoát duy nhất cho bất kỳ ai chưa sẵn sàng cho thử thách. Nếu thành công chống chịu trước thử thách điên trí này, ứng cử viên sẽ có cả thể chất, tâm trí và năng lực tâm linh được cường hóa mạnh mẽ hơn trước cực kỳ nhiều, vững vàng hơn cả tường thành. Nhưng điều đó có vĩnh viễn thay đổi mọi góc nhìn của họ lên thế giới bên ngoài, dù tích cực hay tiêu cực đi chăng nữa.
Cuối cùng, sau tất cả những gian trông kéo dài tưởng chừng như vô tận, ứng cử viên sẽ phải đối mặt một thử thách cuối cùng để quyết định bước qua cánh cửa đến với tương lai của một Space Marine. Đây là những thử thách mà tưởng chừng đúng hệt như là tự sát và bất khả thi nhất. Có thể là yêu cầu đối đầu trước một Space Marine không mặc giáp và không có vũ khí, dù lợi thế hơn nhưng thực tế vẫn cực kỳ khó khăn không tưởng. Hoặc sống sót trong một màn tra tấn cuối cùng như bị thiêu sống hoặc uống thuốc kịch độc, chạy thoát khỏi một cạm bẫy cực kỳ chết chóc như bẫy trông hoặc bãi mìn, mang vác đồ vật nặng đến gãy xương. Tất cả chỉ có một mục đích duy nhất, thử thách tinh thần, sức mạnh và ý chí của ứng viên với cách mà chúng nỗ lực hay xử lý vấn đề, không nhất thiết phải hoàn thành. Trong thử thách đối đầu với Space Marine, có những trường hợp cực kỳ hiếm hoi như khi ứng viên đã thành công trong việc đánh bại một Space Marine nhờ sở hữu sức mạnh tiềm ẩn cực kỳ mạnh mẽ và bá cháy. Những ứng viên đó sẽ lập tức nhận được sự sùng kính của cả binh đoàn và trong tương lai chắc chắn sẽ trở thành một người hùng ghi đậm dấu ấn lịch sử lên cả binh đoàn và đế chế. Với nhiều ứng cử viên khác, dù đã đi tận bước này nhưng vẫn thất bại, nhưng sống sót sau thử thách chết người này, chúng sẽ vẫn được tôn thờ bởi binh đoàn vì dẫu cho không vượt qua được thử thách quá lớn này. Đó không phải lỗi của họ, mà phải cần đến những nhân tố tiềm ẩn vô cùng diệu kỳ và mạnh mẽ bên trong bản thân họ mà họ không hề biết đến. Đó mới là giá trị thật sự mà mỗi một Space Marine cần nhất. Ứng cử viên thất bại trong bài thi cuối cùng sẽ có hai lựa chọn, hoặc là trở về thế giới quê nhà, nơi đón nhận những thánh nhân sống bước ra từ địa ngục và trở thành một lãnh đạo rất tài năng trong những lĩnh vực quân sự hay chính trị leo thang tới cả chức vụ chính ủy viên, hoặc phục vụ cho binh đoàn với vai trò là một người đầy tớ, trung thành với nhiệm vụ chăm sóc những người lính Space Marine của binh đoàn. Đó là sau khi bạn vượt qua những thử thách để có thể chính thức bước con đường trở thành Space Marine, bạn sẽ phải đến bước tiếp theo là sự biến đổi. Ứng cử viên thành công vượt qua tất cả những bài thi sẽ phải trở thành một Neophyte, tân sinh. Chúng sẽ có một khoảng thời gian ngắn để trở về quê nhà, tổ chức ăn mừng. Khi một cộng đồng biết tin có người trong số họ sắp chính thức trở thành một Space Marine là một chuyện vui hơn cả chúng xổ số độc đắc. Việc này cũng giúp góp phần làm củng cố giá trị tôn giáo văn hóa cho các thế giới của đế chế, khiến họ trở nên trung thành hơn với chính đế chế và cả binh đoàn đó. Tân sinh được đưa tới căn cứ của binh đoàn gần như tách biệt với thế giới bên ngoài nhằm đảm bảo an toàn. Từ đây sẽ chính thức bắt đầu khóa học để trở thành một Space Marine của binh đoàn, từ huấn luyện chiến đấu, nâng cao tinh thần, cải thiện tri thức như lịch sử văn hóa của đế chế, hoàng đế và binh đoàn. Không còn những thử thách như trước đó, nếu tân sinh lúc này phạm phải bất kỳ điều luật nào của binh đoàn, dù cố ý hay vô ý, chúng sẽ bị trừng phạt cực kỳ nặng, không khoan nhượng chứ không chỉ đơn giản là bị đuổi cổ như trước, bị xóa trí nhớ để trở thành một nô lệ hầu dịch cho binh đoàn, và tệ nhất thì sẽ bị tẩy não và biến đổi thành một Servitor, chức vụ và giá trị thấp kém nhỏ mọn nhất trong mọi số phận của đế chế nhân loại. Trong thời gian học tập và đào tạo, tân sinh được tiến hành ký ghép các cơ quan nhân tạo chứa các mã gen cần thiết để đột biến cơ thể. Khá kỳ lạ vô lý là khâu kiểm tra sự tương thích chỉ được tiến hành tại thời điểm này mà không phải ngay từ khi lúc đầu lựa chọn. Có lẽ nhằm để khai phá mọi giới hạn của con người tân sinh trước đó thì mới hoàn toàn chắc chắn được sự tương thích có đáp ứng được hay không. 19 cơ quan sẽ lần lượt hoặc đồng thời được cấy ghép vào trong cơ thể tân sinh, và vẫn có khả năng cao rằng một số lớn tân sinh sẽ không sống sót qua nổi quá trình này, khi chỉ một cơ quan không tương thích là đủ để chấm dứt hoàn toàn kế hoạch, hoặc tệ nhất là giết chết tân sinh đó. Thành quả nếu thành công và sống sót là cơ thể sẽ được đột biến tới mức tế bào và DNA trở nên to lớn khổng lồ, như chúng ta thấy những năng lực mới giúp sống sót trong môi trường khắc nghiệt nhất, thậm chí là cả trong chân không vũ trụ. Mặt khác, một dạng công nghệ đột biến gen của đế chế nhân loại vẫn đang tiếp tục nghiên cứu và phát triển, với việc lãnh chúa Gilliman đã cho xây dựng một ngân hàng gen. Thứ công nghệ này sẽ giúp đột biến cơ thể đối tượng ngay từ bên trong, từ đó giảm mạnh nguy cơ cơ thể đào thải trong khi dễ sản xuất đại trà hơn. Tuy nhiên, nó vẫn ẩn chứa những nguy cơ gen sao chép bị lỗi, dẫn tới bị hỗn mang tha hóa, giống như hồi Horus tạo phản, nên vẫn cần nghiên cứu và theo dõi lâu dài. Chi tiết về 19 cơ quan nhân tạo, chúng sẽ được kế ghép theo thứ tự 19 giai đoạn. Với những ai không may mắn, điều duy nhất chúng có thể mong chờ là một cái chết không đau đớn, hoặc tệ hại nhất thì bị biến đổi thành Servitor cho đỡ lãng phí nhân lực. Các giai đoạn bao gồm như sau. Đầu tiên, một quả tim thứ hai để tăng tuần hoàn máu, đồng thời chứa chất kích thích để phòng trường hợp chiến đấu khẩn cấp. Tiếp theo, Osmodula giúp cường hóa xương sống của tân sinh bằng kim loại lỏng. Sau một vài năm, chúng sẽ bao bọc toàn bộ xương trong cơ thể, giúp bảo vệ vững chắc hơn và còn giảm nguy cơ bị thương tổn bởi chính xương. Biscopia được cấy vào cơ ngực giúp tăng cường mật độ cơ, cải thiện mạnh mẽ thể lực. Tiếp theo là HEA, Masterman, được cấy vào phổi giúp tăng dung tích và trao đổi khí trong máu hiệu quả hơn. Laramen được cấy vào cơ ngực giúp tăng cường các tế bào máu và trung chuyển máu trong cơ thể nhanh chóng hơn để giúp vết thương nhanh chóng phục hồi và cầm máu nhanh hơn. Catalesperska được cấy vào phần não, có chức năng sạc năng lượng và bảo trì tế bào não, giúp người cấy không cần ngủ trong thời gian lên tới hàng trăm tiếng đồng hồ. Priomnor được cấy lên trước dạ dày, giúp phân tích các chất tiêu thụ và thanh tẩy các chất độc hại, đồng thời giúp con người cấy tiêu hóa những vật chất vô cơ trong trường hợp khẩn cấp, vốn sẽ giết bất kỳ con người bình thường nào cố hấp thụ chúng. Omophagia
Được cấy vào tủy sống giúp người cấy có thể khai thác được thông tin truyền tải vào não chỉ từ việc ăn các dạng sống hoặc nếm vật chất tự nhiên. Mantilung cấy thêm 3 bộ phổi nữa vào cơ thể, giúp tăng khả năng hấp thụ và trao đổi khí. Đồng thời, bộ phổi thứ 3 hoạt động như một máy lọc chất độc hại trong môi trường ô nhiễm. Oculop được cấy vào bộ phận não xử lý tầm nhìn, giúp tăng khả năng nhìn đêm và độ rõ nét của thông tin. Lyman được cấy vào tai giúp cải thiện khả năng nghe ngóng, còn bảo vệ não bộ và màng nhĩ khỏi những đợt sóng xung kích hay âm thanh quá lớn. Susan Membrane là thiết bị đặc biệt giúp người cấy dù bị thương nặng đến đâu, miễn là vẫn còn sống sót sẽ rơi vào trạng thái đóng băng cơ thể, có thể kéo dài đến hơn nửa thế kỷ. Melanochrome được cấy và bao phủ toàn bộ lớp da, giúp bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân như phóng xạ và tia nhiệt. Tùy vào lớp gem, nó có thể làm đổi màu da, làm phân biệt giữa các binh đoàn như là Salamander, có màu da ngăm nâu đậm hơn bình thường. Ulotic Kidney, thận nhân tạo giúp lọc máu khỏi chất độc hại khi bị tiêm nhiễm vào người. Neurogrotoris được cấy vào lưỡi và mũi, giúp não bộ có thể lập tức phân tích các thành phần hóa học chỉ nhờ ngửi hoặc nếm. Hoạt động này sẽ mất 15 cho đến 16 năm để thích nghi. Mucranoid được cấy vào não bộ, hoạt động như một công tác khẩn cấp khi người cấy rơi vào môi trường quá nguy hiểm cho sự tồn tại. Nó sẽ khiến da cơ thể phồng rộp lên để tạo một lớp màng chắn bảo vệ cơ thể. Batcher gland là các tuyến dịch được cấy vào miệng, giúp biến tuyến nước bọt thành dung dịch axit để làm vũ khí trong trường hợp khẩn cấp hoặc hỗ trợ cho việc nhai đồ ăn khó tiêu. Progranoid được cấy vào gáy và ngực, có chức năng như ổ cứng, là bộ nhớ mã gen của người cấy mà đây là Space Marine, giúp mã gen của họ có thể thu hồi sau khi chết nhằm đảm bảo sự duy trì và tồn tại của binh đoàn. Cuối cùng là Interface, được cấy vào dưới lớp da ngực, là những đường ống kết nối với hệ thần kinh của người cấy để liên kết với bộ áo giáp. Xét về mặt tâm linh, đây còn là cách để kết nối tâm linh giữa người mặc áo giáp với linh hồn máy móc. Nếu không có liên kết này thì Space Marine trong những cỗ áo giáp cồng kềnh nặng cả tấn đó giống như nằm trong cỗ quan tài cách xù di động vậy. Dưới sự chỉ đạo của Gilliman, một thế hệ Space Marine mới đang dần được hé mở với tên là Primary Marine, với mã gen chỉ lấy được các Primarch trung thành với hoàng đế. Chúng có thêm 3 cơ quan mới và mã gen được coi là vượt trội hơn nhiều so với cả mã gen của những lính Space Marine trước đó. Các cơ quan mới bao gồm Snucoid, giúp gân của người cấy bền và căng hơn nữa, kết hợp với cơ thể đã đột biến để cường hóa sức mạnh và thể chất hơn nữa tới mức có thể bóp nát hộp sọ kẻ địch chỉ bằng một tay chân. Manifact, được cấy vào não bộ, nhìn chung giúp tăng cường hơn sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan cơ thể và tăng phản xạ của não bộ. Cuối cùng là Revitalizer, một tổ hợp chất hóa học được đặt vào cầu nối giữa hai quả tim. Trong trường hợp khẩn cấp, chúng đã được giải phóng để giúp tim đập nhanh hơn, biến những Space Marine vốn đã là những chiến binh cực kỳ khỏe mạnh thành một dạng quái thú đầu trâu mặt ngựa đúng nghĩa trong một khoảng thời gian đủ dài để tàn sát mọi thứ chỉ bằng tay chân. Ngay cả trong quá trình cấy ghép và nâng cấp cơ thể, tân sinh sẽ liên tục phải trải qua những bài tập huấn căng thẳng để không bao giờ sao nhãng những kinh nghiệm vốn liếng chiến đấu phải mãi mãi gác ghi trong đầu của chúng. Một khi đã hoàn thành tất cả, tân binh giờ đây mới chính thức trở thành một Space Marine của binh đoàn, được gọi chung bằng cái tên Battle Brother hay chính là chiến hữu. Họ không có chút đặc điểm gì của một con người thường nữa, tâm lý và thể lực của họ đã vượt xa tiêu chuẩn lên hàng trăm ngàn, thậm chí cả triệu lần của một con người bình thường. Không còn lo sợ bất kỳ điều gì, vì họ chính là nỗi sợ của mọi kẻ thù của đế chế và hoàng đế. Cái chết không thể ngăn cản họ, vì họ là cái chết và cái chết là nghĩa vụ của họ. Họ là những người hầu cận vĩ đại nhất của hoàng đế và là tấm khiêng tối thượng bảo vệ sự tồn vong của nhân loại. Vì trong một vũ trụ tương lai không xa, chỉ còn lại là chiến tranh. Họ là các Astartes và họ không hề biết bất kỳ nỗi sợ nào. Và vừa rồi là toàn bộ thông tin về quá trình để các bạn có thể trở thành một Space Marine ở trong vũ trụ Warhammer 40K. Sau khi xem xong video này thì các bạn liệu có còn muốn và sẵn sàng trở thành một Space Marine nếu như có cơ hội hay không? Hãy cho mình biết ở trong phần bình luận cũng như trong group Diomeo nhé. Còn bây giờ, nếu như các bạn cảm thấy video này hay, hấp dẫn và hữu ích thì đừng quên bấm like, share nó cũng như đăng ký kênh Diomeo để cùng xem game và chơi với bọn mình. Còn nếu như thấy nó dở, hãy bấm dislike để bọn mình có thể cải thiện trong video kế tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn rất sớm thôi.